video này thì mình sẽ chia sẻ với các mẹ về khái niệm nước ối rất là cần thiết và quan trọng đối với một em bé trong bụng. À, các mẹ biết rằng là khi các con sống ở trong bụng mẹ thì các con sẽ được bao bọc bởi một màng nước ối ở trong tử cung. Nó giống như một cái đệm để bảo vệ con chống lại các cái tác nhân có hại, những cái vi khuẩn xâm nhập, đồng thời chống lại những cái tác động vào bụng mẹ ở môi trường bên ngoài rất là cần thiết và rất là quan trọng là một bào thai và mỗi ngày khi con lớn lên thì cái lượng nước ối cũng sẽ tăng lên nó sẽ không giống nhau ở mỗi bộ tuần thai và nó cũng không giống nhau ở mỗi bà mẹ mỗi một bà mẹ sẽ có lượng ối khác nhau ở những tuần thai khác nhau và khi mà chúng ta hiệu siêu âm thì bác sĩ sẽ thường xuyên là đo lượng nước ối trong bụng của mẹ nếu lượng nước ối vừa đủ thì bác sĩ sẽ ok nhưng nếu mà lượng nước ối của các mẹ bị ở nhiều dư hay gọi là đa ối hoặc bị ít quá không đủ gọi là thiểu ối thì đều rất là không tốt bác sĩ sẽ nhấn mạnh để các mẹ có thể điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho phù hợp đó và các mẹ biết rằng là nước ối thì sẽ có màu trắng trong rất là sạch nhưng nó sẽ bị đục dần theo cái tuổi thai của con và thậm chí là ngoài 38 tuần thì nước ối sẽ có màu uh, kiểu đục như nước gạo đến lúc nó đều hoàn toàn bình thường luôn ạ thì uh, một số những cái hiệu kiến thức đó thì các mẹ có thể là tìm hiểu để uh, nắm được cái khái niệm về nước ối